Đây là rau sống, chuẩn rau sống ăn gỏi cá nó mua. Đây là thính để làm gỏi cá khô. Còn đây là ớt tỏi gừng để làm gỏi ướp. Mè, mắm, mắm chưa làm nha. Còn đây là cá chích bao tươi. Bây giờ má tôi sẽ đổ tỏi ớt đồ giả ra rồi. Có gừng nữa. Vô. Trộn đều nha. Rồi bắt chanh vô. Bắt chanh vào. Lại vắt chanh. Lại chanh. Và chanh. Má tôi chủ yếu làm chanh nha. Sau đó trộn đều lên nha mọi người. Ôi cá tươi dễ sợ chưa. Cái này má tôi cũng tự rang nha. Giả để làm mắm. Công đoạn giã mè để làm mắm luôn. Và lại tiếp tục trộn để cho nó thấm. Rồi, bắt nước cốt chanh ra nha. Mình nêm gia vị cho vừa đủ nha mọi người. Rồi, cái chích màu sắc có vẻ là gần chín rồi đó. Đây là công đoạn làm mắm. Mắm má tôi có bí quyết riêng nha mọi người. Rồi trộn đều giữa đậu với lại mè, bỏ vô. Thêm mùi mắm. Nước mắm tự làm. Mắm giếng được. Không, mà nước mắm đúng chất 5O, không có độc, không độc hại, không chất bảo quản. Bây giờ là gỏi khô. Mình chia đôi ra, một nửa gỏi ướp với một nửa gỏi khô. Còn như vậy là má tôi làm hơi bị nhiều vì làm cho người quen. Cá chích với thính vào. Trộn đều tay. Rồi đổ mắm mình vừa làm vô. Đây là gỏi ướp nha. Và đây là gỏi khô vừa trộn thính xong. Gỏi khô và đã xong. Thành phẩm đã xong. Làm chung. Tại vì là làm chung gỏi ướp với lại gỏi khô, cho nên là mình có thể là lấy nước mắm này, lấy nước này để chấm luôn. Trộn chung mà chấm.